Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 1 sau một trận mây mưa rã rời, hứa tịnh nhi cảm nhận người đàn ông trở mình ngồi dậy, đi vào phòng tắm, cô mệt nhoài nằm trên giường toàn thân mềm nhũng, không động đậy nổi. Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy tí tách, hứa tịnh nhi miễn cưỡng mở mắt, nhìn chỗ quần áo vứt la liệt dưới đất, trong đầu bất giác nghĩ đến cảnh tượng âu yếm vừa nãy, ngón tay cô vô thức túng chặt lấy chăn, hai má ửng hồng cô đã ngủ với cố khiết thân rồi từ bé cô đã được hứa hôn nhưng cố khiết thần vốn chẳng quan tâm đến cuộc hôn nhân này cũng chẳng mặn mà gì với cô khiến cô không tài nào đoán được suy nghĩ của anh mãi đến khi anh gặp tai nạn cô quên ăn quên ngủ túc trực bên giường chăm sóc anh ba tháng thái độ của anh đối với cô mới tốt lên một chút bọn họ ở bên nhau được một thời gian rồi giờ còn phát sinh quan hệ vậy liệu anh có chịu trách nhiệm có cưới cô không nghĩ vậy trái tim cô khẽ rung lên đôi mắt đen lấy ánh lên một tia sáng trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ cánh cửa phòng tắm đẩy mở người đàn ông từ tốn bước ra hứa tịnh nhi nhìn sang anh chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông để lộ bộ ngực vạm vỡ gợi cảm bên trên còn lấm tắm vài giọt nước chưa lau khô vô cùng mê hoặc mặc dù bọn họ đã thân mật đến mức đó hứa tịnh nhi vẫn xấu hổ nhắm mắt lại khuôn mặt đẹp trai của cố khiết thần mang theo nét lạnh lùng đôi mắt rất sâu, phản phất sự lãnh cảm, anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, nhưng lại không nhìn cô lấy một cái, cứ thế bỏ chiếc khăn ra, thông thả mặc quần áo vào. Hứa tịnh nhi túng chặt cái chăn hơn, hít một hơi dài, đắn đo lựa chọn từ ngữ, rồi mới yếu ớt lên tiếng. Cố khiết thần, chúng ta. Mới thốt ra được mấy tiếng, hứa tịnh nhi đã xấu hổ không dám nói tiếp, nhưng hình như cố khiết thần không có ý định đáp trả, cô dừng lại vài giây, rồi vẫn cố đấm ăn xôi nói, "Chúng ta đã thế này rồi, có phải?" Cố Khiết thần cài chiếc cúc cuối cùng trên bộ Âu phục, từ từ quay người lại, mí mắt khẽ cục xuống, nhìn về phía cô, khiến Hứa Tịnh Nhi bất giác im bặt. Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng lạnh nhạt, nhưng lại có cảm giác áp lực khó tả, khiến trong lòng cô thấy thấp thỏm bất an. Cố Khiết thần từ tốn ngắm nghía gương mặt xinh xắn của Hứa Tịnh Nhi, lúc thấy cô căng thẳng lo lắng, mới từ từ khẽ hé đôi môi mỏng đáp lời cô thế này là thế nào hứa tịnh nhi sững người cái gì mà thế nào vừa nãy bọn họ đã lên giường rồi sau này chẳng phải nên thuận theo đạo lý mà kết hôn sao cố khiết thần bắt gặp ánh mắt hoang mang của cô khóe miệng hơi nhếch lên dường như giờ mới hiểu bèn không khách khí chăm chọc ý cô là cô chủ động lao vào vòng tay tôi dần hiến lần đầu tiên cho tôi xong giờ bắt tôi chịu trách nhiệm với cô à. Sau khi bỏ điện thoại xuống, hứa tịnh nhiên ngồi thẫn thờ ra ghế sofa, sắc mặt tái nhật. Ông hứa không hề nhìn thấy biểu cảm đó của cô, chỉ hỏi thản nhiên. Tịnh nhi, là khiết thần gọi điện tới phải không? Khiết thần nói gì vậy? Có phải là chuẩn bị hôn lễ không? Bà hứa ở bên cạnh cũng nhìn cô đầy kỳ vọng như đợi cô trả lời. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả